lười thua trong lượt trận đầu tiên. Cả Bahrain và Malaysia đều hiểu rằng chiến thắng trong trận đối đầu trực tiếp này là cách duy nhất để có thể níu kéo hy vọng đi tiếp. Đón xem đội tuyển Bahrain, đội tuyển Malaysia 21:30 ngày 20 tháng 1 trực tiếp trên VTV5 và VTV Cần Thơ. تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك توقف قلبك.